Mark Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý giả quý đồng hương đến với chương trình phỏng vấn thương mại ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Và trở lại với lại chương trình này thì chúng tôi xin chào đón anh Steve Thái, tổng giám đốc của công ty ABS cũng như là người sáng lập của công ty ABS cũng như là Viva Technologies đến ngày hôm nay với lại một cái chương trình khá là đặc biệt giới thiệu những sản phẩm của công ty ABS. Và trước hết chúng tôi xin trân trọng kính chào anh Steve Thái. Dạ thưa em, kính chào anh Michael Hòa và toàn thể quý vị. Hồi kỳ trước chúng ta nói về những cái chức năng, và hôm nay chúng ta nói về sâu hơn một tí xíu nữa là về những cái chương trình mà công ty ABS đang sẵn có để giúp cho khách hàng cũng như là người tiêu dùng cũng như là chủ nhân của những cái tiệm, đó là credit card. Trước hết chúng ta nói về credit card. Credit card ở đây nó có khác gì với lại những cái credit card ở bên ngoài hay không anh Sếp? Dạ thưa có, nếu quý vị đã từng sử dụng credit card thì quý vị cũng biết là ai cũng gặp mình cũng có một cái chương trình gần như là giống nhau. Ví dụ họ sẽ nói với anh là mình sẽ tiết kiệm được và sẽ được free mãi, ví dụ vậy, và giá cả sẽ rẻ hơn những chỗ khác, ví dụ vậy. Thì trong cái ngành này đó thì Steve đặc biệt là rất là hiểu về những cái vấn đề đó. Cho nên khi mà mình mở cái công ty này thì mình có những cái rất là đặc biệt. Ví dụ như là công ty của mình cũng free mái, nhưng mà free mái với lại no hidden fee. Có nghĩa là mình không có dùng cái tiền mà annual fee hàng năm hoặc là cái tiền PCI fee hàng tháng để cover lại cái số tiền mái mà mình đưa ra. Dạ, đó là một trong những cái khác biệt. Và cái khác biệt nữa là khi công ty RBS cho quý vị một cái bảng báo giá, cái giá đó sẽ giữ trong vòng 2 năm hoặc 3 năm trong hợp đồng. Tức là khi mà quý vị ký hợp đồng với RBS, nó sẽ là một việc tốt, tại vì đó sẽ giúp cho quý vị giữ được cái giá đó cho hết hợp đồng. Yeah. Cái như anh Steve nói là nếu mà RBS đến ký hợp đồng với lại một cái cửa hàng, tiệm nào hay tiệm nail hay là một cái cơ sở nào đó mà dùng cà thẻ, không có một cái phụ phí nào trong đó hết. Dạ, thưa ngoài đúng. Ra những cái gì mà trên giấy trắng mực đen. Dạ, dạ thưa đúng. Có rất nhiều công ty sẽ cho quý vị free supplies hoặc là free equipment. Nhưng mà quý vị cũng biết ở đây thì mình không có cái gì là free hết. Thì họ sẽ có những cái cách khác để họ lấy lại, nó kêu bằng hidden fees. Thì công ty của mình biết được những cái yếu điểm đó, cho nên mình chuyên giúp thị trường Việt Nam. Dạ, để không có quý vị không có phải lo lắng về những cái hidden fees mà quý vị vẫn được những cái quyền lợi như là free equipment. Dạ. Như vậy thì khách hàng khi mà ký hợp đồng với lại ABS á, có phải mà phải ký thêm một cái phụ tài liệu gì? Bởi vì phần lớn những cái công ty mà cà thẻ đó nó qua một cái công ty khác nữa. Dạ. Hoặc là lệ thuộc một cái nhà băng nào đó. Thì RBS làm sao? Dạ thưa, RBS cũng giống như Bank of America vậy. Dạ. Đây cũng là một cái công ty processing company. Khi mà quý vị nhận bill ở công ty đó thì cái bill đó sẽ là của RBS. Dạ. Thì ở đây mình tốt hơn là tại vì cái công ty mình là công ty mà người Việt, dĩ nhiên là nhỏ hơn Bank of America, cho nên quý vị có thể có được nhiều quyền lợi hơn và có thể khi mà có problem nó sẽ có người giúp đỡ nhiều hơn là mình phải qua từng giai đoạn với những cái công ty lớn. Dạ. Thì nói chung hồi nãy giờ anh Michael Hòa hỏi là bởi vì có nhiều người phải gọi điện thoại cho một người đại diện của một cái công ty đó, người công ty đó gọi cho một người đại diện đó để bắt đầu gọi cho một cái công ty mẹ nào đó. Yeah. ABS là độc lập, không có phải qua một cái chi nhánh nào khác nữa hết, là đi thẳng với lại khách hàng. Dạ thưa đúng. Dạ, khi mà quý vị có vấn đề thì quý vị cứ gọi vào số 1800 của support, hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho cái người sales của mình thì họ sẽ hướng dẫn quý vị sẽ làm gì khi mà quý vị có vấn đề. Dạ. Ví dụ như là anh Michael Hòa mới là chân ướt chân ráo đến đây, đến cái thành phố Houston này để lập nghiệp, nhưng mà đã có nhiều năm ở các cái tiểu bang khác rồi, thì nó có rùm rà giấy tờ, phải hỏi là residency, rồi phải hỏi là credit line như thế nào không? Dạ thưa không, quý vị chỉ cần điền một cái đơn application. Nếu cái công ty của quý vị đang sử dụng máy credit card rồi thì chỉ cần cho mình một cái bank statement, cái credit card statement đó để chứng minh là mình, cái business của mình nó exist. Chỉ có vậy thôi anh, và một cái void check để chứng minh là mình có một cái tài khoản, tức là cái processing application nó cũng giống như mọi nơi và nó rất là nhanh. Yeah. Từ cái lúc mà nói chuyện với lại một nhân viên nào của ABS cho tới khi mà tiến hành để mà nhập cuộc vào để dùng ngay được thì nó mất khoảng bao nhiêu
Dạ thưa, chắc trong vòng 3 ngày anh. 3 ngày. À, dạ, à, tùy theo mình có nhận được đầy đủ giấy tờ hay không. Nếu mà nhận đầy đủ giấy tờ thì là 2 ngày. Dạ. Nếu mà mở tiệm nail, mình dự định là mình mở 2 tuần thì trước hơn hết thì có nên liên lạc với lại ABS 1 tuần trước khi 2 tuần mở cửa, đúng không? Dạ thưa đúng, dạ. Dạ. Còn nhà hàng thì sao? Dạ, nhà hàng và supermarket cũng vậy anh. Mọi thứ thì mình đều process khoảng trong vòng 3 ngày nếu như mình có đầy đủ giấy tờ. Dạ. Nói chung thì khi mà anh giới thiệu như vậy, và trong những cái show kia cũng có giới thiệu những cái sản phẩm, những cái máy móc mà ABS có qua cái hệ thống của Viva Technologies đã tạo ra cho dễ dàng. Xin anh chia sẻ thêm một trong những cái chức năng của những cái máy và tiện lợi nó khác với những cái hãng khác như thế nào? Dạ, câu hỏi của anh rất là hay. Công ty RBS có sản xuất luôn cái cục này. Thì ví dụ với quý vị có sử dụng Square qua thì quý vị cũng biết đây là cái cục này, nó sẽ giúp cho quý vị đi khắp nơi có thể process được cái credit card. Thì đây là do công ty của mà RBS sản xuất. Cái đặc biệt ở đây đó là khi mà quý vị muốn cái cục này, muốn cái dịch vụ này ở bất cứ những cái công ty nào khác thì quý vị phải nạp thêm một cái đơn khác cho cái dịch vụ này. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái phí cho cái dịch vụ này nó sẽ cao hơn cái phí mà quý vị đang có cho cái tiệm của quý vị, ví dụ vậy. Dạ. Với công ty RBS quý vị sẽ được cái cục này for free, và quý vị cũng không cần phải làm thêm một cái đơn application khác. Giá vẫn là cái giá mà quý vị đang có. Đó là cái rất là đặc biệt của cái chương trình này. Cái thứ hai nữa là nếu mà quý vị có một cái website mà quý vị đã từng nhờ người khác giúp để bán hàng trên mạng thì quý vị cũng biết nó khó khăn cỡ nào. Mình phải gọi vào một cái third party, ví dụ như authorize.net, để mà mình đăng ký, mình ghi danh để có được cái tài khoản đó. Thì authorize.net họ rất là khó khăn và cái tiền phí nó cũng rất là cao. Và cái cách mà quý vị cái integration cho cái website và cái merchant credit card nó rất là khó. Thì đối với công ty RBS, nếu quý vị đã có một cái account với RBS rồi thì quý vị không hề cần phải làm những cái chuyện đó. RBS sẵn sàng đã có sẵn hết tất cả những cái thứ đó cho quý vị mà không cần phải apply thêm hoặc là trả thêm phí gì hết. Đó là cái rất là đặc biệt với RBS. Yeah. Cái device mà anh Steve Thái đang cầm đó, yeah, mình có cần phải một cái máy móc gì mà tinh vi khác không, hay là nó có một cái máy nào để đi đôi với cái đó nữa? Dạ thưa không, mặc dù RBS là công ty chuyên sản xuất tất cả những cái máy POS system, nhưng mà với nếu mà quý vị chỉ có cái nhu cầu để tính tiền khách hàng bằng thẻ credit card thôi thì quý vị có thể vào Android hoặc là vào Apple để quý vị download một cái application như vậy anh, của RBS sản xuất luôn. Thì với cái application này quý vị có thể đi về Việt Nam hay là bất cứ nơi nào, quý vị có thể bấm sell và chỉ cần insert cái thẻ hoặc là quẹt cái thẻ thì quý vị có thể tính tiền khách hàng được. Yeah. Nói chung là nãy giờ anh Steve nói là cái máy nhỏ ở trên, rồi ngoài ra mình sẽ dùng cái điện thoại của mình đang có. Dạ thưa đúng. Nếu mà anh có download cái app đó. Dạ, iPhone hoặc là Android phone đều có thể được hết. Dạ. Rồi mình đi khắp nơi, chỗ nào mà có internet là mình xài được hết. Dạ thưa đúng, hoặc là phone của anh mà không có internet mà có cái 4G hay là 3G đều xài được. Dạ. Đều xài được luôn. Dạ, dạ thưa đúng. Dạ. Oh. Dạ. Nhưng mà nó có hại gì cái điện thoại của mình không? Dạ thưa không anh, nó giống như một cái application bình thường vậy thôi. Dạ. Có nhiều người lo lắng là khi mà gắn một cái máy gì đó khác lạ vô trong cái máy mình thì nó làm trì trệ đi, nó làm nặng đi những cái program trong đó, nó làm chậm lại. Dạ thì đúng đó, ví dụ như anh có game hay là những cái thứ đó thì nó rất là nặng, nhưng mà cái application này thì nó rất là nhẹ anh, tại vì nó chỉ giúp anh make a sales, view những cái transactions hay là void ha, ví dụ vậy, để cho anh có thể lấy tiền được khách hàng của anh mà thôi. Dạ. Vâng, quý vị và quý hương đang theo dõi chương trình phóng sự thương mại của chúng tôi trên đài truyền hình Sài Gòn Quốc cùng với là anh Steve Thái, tổng giám đốc của công ty ABS cũng như là Viva Technology, đến để chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay về cái cách thức những cài kẻ hoặc là chặt kẻ thẻ credit card như thế nào. Trong phần 2 thì anh Steve có một sản phẩm khá là đặc biệt, mời tất cả quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại với giới thiệu sản phẩm thứ hai rất đặc biệt.